Xin chào các bạn, đây là chương trình Hỏi khó đáp ngay. Có một bạn đã hỏi Dương: theo anh Dương, lịch sử là gì? Thưa các bạn, lịch sử là mồ hôi của cha, nước mắt của mẹ, là những gì ông cha ta đã đứng trên mảnh đất này, mảnh đất Việt Nam thân yêu của chúng ta. Cũng có người hỏi mình: anh Dương ơi, những vấn đề lịch sử chúng ta cần phải làm gì cho rõ? Thưa các bạn, lịch sử là lịch sử. Chúng ta không có quyền, chúng ta cũng không có thời gian, chúng ta chẳng có một tác động nào gọi là có ích để thay đổi lịch sử. Mà hiện tại ở trên mạng, các anh, các chị, các cô, các chú, các bác nói rằng lịch sử, thưa các bạn, lịch sử là chân lý, lịch sử là sự thực, một sự thực trong quá khứ, một sự việc trong quá khứ, và không bao giờ ai có thể thay đổi được lịch sử. Ở Việt Nam chúng ta có những giai đoạn lịch sử nhất định. Nhưng vào năm 1945, đặc biệt vào năm 1954 đến năm 1975, có một giai đoạn lịch sử mà hiện tại bây giờ cũng rất nhiều người còn sống đã chứng kiến những quá trình lịch sử đó, đã trải qua quá trình lịch sử đó. Và đặc biệt chúng ta phải hiểu rằng đó là gì? Đó là cách thức ông cha ta đã đứng trên cái mảnh đất thân yêu của chúng ta, đó là đất nước Việt Nam. Và rõ ràng bất kỳ một ai, người dân Việt Nam chúng ta từ quá khứ đến hiện tại, chúng ta luôn luôn thể hiện quan điểm rõ ràng của mình rằng ngụy quyền Sài Gòn, chế độ tay sai bán nước, đế quốc Mỹ, thực dân Pháp chưa bao giờ chúng ta nói rộng ra. Khi mở rộng tất cả những vấn đề, tìm hiểu về kiến thức, tìm hiểu về lịch sử từ đông sang tây, từ cổ chí kim, thì thưa các bạn, Dương Béo chỉ lấy một ví dụ rất nhỏ cho quý vị. Mình chưa bao giờ thấy nhân dân Đức tiến bộ hiện đại ngày hôm nay vì bất kỳ một lý do gì: hòa hợp, phát triển, tinh thần yêu nước, mà người dân Đức hiện tại ngày hôm nay họ yêu cầu bất kỳ quốc gia nào, người dân quốc gia nào, hay kể cả những người đã từng sống trong thời Đức Quốc xã, phải sửa là chế độ đó là chế độ Hitler. Đến những ngày kỷ niệm chiến thắng phát xít, trên khắp thế giới luôn luôn tổ chức những buổi meeting, những buổi gặp mặt, những buổi diễu binh, hay kể cả những cuộc tập trận duyệt binh trên rất nhiều nước để kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít vĩ đại của nhân dân thế giới. Mình chưa bao giờ thấy để cần phải thay đổi cái từ đó. Vì lịch sử trước năm 1945, trong một thời gian nhất định nào đó, đã hình thành một chế độ phát xít rất tàn ác, rất khủng bố, và là một trong chế độ có thể nói rằng là tàn ác nhất thế giới từ cổ chí kim trong lịch sử loài người. Hay nhẹ hơn là thực dân Pháp. Mình cũng đọc, cũng đi tìm hiểu, đọc sách
thì chưa bao giờ thấy chính quyền Pháp, chính quyền hiện tại của nước Pháp, người dân Pháp tiến bộ. Phải đi thương lượng, kêu gọi hay mong muốn các nước thuộc địa xưa của Pháp, trong đó có Việt Nam của chúng ta và nhiều nước ở châu Phi, phải từ bỏ. Khi nói về thực dân Pháp và những hoàn cảnh cụ thể trong lịch sử, trong thời gian trước của lịch sử, chưa bao giờ chính phủ Pháp mong muốn bình thường hóa quan hệ Việt Nam để có được mối quan hệ tốt đẹp, hữu nghị, tinh thần hữu nghị, bạn bè cùng nhau xây dựng và phát triển là yêu cầu chính phủ Việt Nam, hay mong muốn chính phủ Việt Nam, kể cả người dân Pháp, phải thay đổi cách gọi của nhân dân Việt Nam chúng ta trong kể cả sách báo hay cách nói chuyện hay kể cả trên những trang tài liệu, rằng là chúng ta không bỏ từ thực dân. Hay những nước hiện tại bây giờ đang làm ăn quan hệ và đầu tư rất lớn tại Việt Nam chúng ta, mà có thể nói là một cái tinh thần hữu nghị, quan hệ Việt-Nhật có thể nói rất là sáng ngời. Từ vấn đề về hợp tác văn hóa, hợp tác chính trị, hợp tác quân sự và hợp tác kinh tế, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thì chưa bao giờ mình thấy chính phủ Nhật, người dân Nhật yêu cầu hay mong muốn người dân Việt Nam cũng như chính quyền Việt Nam hay nhà nước Việt Nam từ bỏ hay bỏ từ phát sinh Nhật. Bất kỳ trong tư liệu, sách báo, tư liệu lưu trữ hay sách báo hay phát biểu ở trong các hội nghị meeting hay trong những sách vở mà chúng ta được học thì vẫn từ phát sinh Nhật. Một thời gian khi họ lật đổ chính quyền Pháp, thực dân Pháp gọi là chính xác, để cai trị nước ta vào những thập niên 1940 vào những năm 1941 đến năm 1945. Chưa bao giờ, gần như chưa bao giờ. Tóm lại là nhân dân tiến bộ thế giới họ luôn luôn tôn trọng lịch sử, họ không bao giờ lật lịch sử vì những gì họ đã gây ra, những gì họ làm với nước khác, cũng như cái chế độ của nước họ, họ cũng chưa bao giờ cần phải thay đổi. Vì đó là lịch sử, đó là chân lý các bạn. Vì vậy khi các em hỏi rằng ở Việt Nam chúng ta thì rõ ràng từ năm 1954 đến năm 1975 có một chế độ ủy quyền Sài Gòn tay sai. Nghe theo lời chỉ đạo của phương Tây, trong đó là đế quốc Mỹ. Và chính bản thân nước Mỹ chưa bao giờ can thiệp, cũng như chưa bao giờ nhân dân Mỹ mong muốn hay kêu gọi nhân dân Việt Nam để có một điều kiện nào đó là từ bỏ từ đế quốc Mỹ trong cái thời kỳ xâm lược Việt Nam. Vì vậy, từ ủy quyền Sài Gòn là 100% các em ạ, các bạn ạ, các anh ạ, các cụ ạ và các ông ạ, là luôn luôn không bao giờ được thay đổi. Không bao giờ được thay đổi. Vì đó là một phần của lịch sử, đó là một phần chân lý. Chúng ta chưa nói đó là gì, những cách thức ông cha ta đã đứng trên mảnh đất này. Cụ thể, trong thời gian đó là đánh đuổi đế quốc Mỹ, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhà, để toàn vẹn lãnh thổ, giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà. Đó là lịch sử. Cho nên vì sao rất nhiều ý kiến của rất nhiều các bậc lão thành cách mạng mà ngoan đóng ngoặc, đó là ông cha ta đó, thưa các bạn, đã không đồng ý và luôn luôn không đồng ý
Dương Béo cũng khẳng định nhân dân Việt Nam không bao giờ mong muốn phải từ bỏ từ ngụy quyền Sài Gòn ở trong bất kỳ tài liệu nào hay sách giáo khoa nào. Chúng ta đừng bao giờ nói gác lại quá khứ, đó là lịch sử. Lịch sử từ thời gian cụ thể đến một thời gian nào đó, nó phải được có bản chất của vấn đề, nó phải thể hiện rõ bản chất của vấn đề. Thực dân Pháp là thực dân Pháp đã đi xâm chiếm bắt đầu rất nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta, để làm gì? Để thực hiện chính quyền cai trị vơ vét, để phục vụ cho nước mẹ, lúc đó là nước Pháp. Đế quốc cũng vậy thôi, để thực hiện những mưu đồ chính trị, nó có bản chất đấy, vì quyền lợi và lợi ích của nước họ. Trong đó có những sự việc, trong đó có những hành động mà nhân dân thế giới yêu chuộng hòa bình, cũng như tất cả loài người không bao giờ chấp nhận được, vì nó không phải là những sự việc văn minh hay một sự việc tốt đẹp gì cao cả cả. Lịch sử mãi là lịch sử, lịch sử không thể thay đổi được. Một câu hỏi nữa, thế tại sao ngay từ đầu Dương Béo bảo rằng lại phải là nước mắt của cha, nước mắt của mẹ và mồ hôi của cha? Thưa quý vị, đó là những thứ không thể thay đổi được đối bất kỳ một cá nhân con người của chúng ta. Nước mắt của mẹ khi sinh ra chúng ta đã chảy quá nhiều nước mắt, rất đau đớn các bạn ạ. Nếu các bạn đã từng là phụ nữ thì khi sinh đẻ, nó ảnh hưởng thật sự đến vấn đề giữa cái chết và cái sống. Trong thời đại hiện đại với y tế văn minh như này thì không nói làm gì, nhưng thưa các bạn, trong thời kỳ trước, khi nền y tế của chúng ta, nền y tế của nhiều nước trên thế giới chưa được văn minh, thì rõ ràng vấn đề sinh nở luôn luôn là một yếu tố có thể cướp đi sinh mạng của người mẹ, đó là nước mắt của người mẹ. Và mồ hôi của người cha là gì? Là đã làm việc tần tảo để nuôi dưỡng, nuôi sống chúng ta. Đó là cái nhỏ trong gia đình. Còn cái lớn hơn nữa là những vị cha già dân tộc đã được thực hiện sứ mệnh của mình với vai trò là một lãnh tụ như Hồ Chí Minh, kêu gọi toàn dân kháng chiến, tập hợp lại những vị anh hùng, những vị tài ba của dân tộc. Đó là ông cha của chúng ta. Còn mẹ ở đây là gì? Là mẹ Việt Nam, là tổ quốc Việt Nam của chúng ta. Nên chúng ta không bao giờ được phép, không bao giờ được phép suy nghĩ dù nhỏ nhất về vấn đề chia cắt. Việt Nam mãi chỉ có một Việt Nam, mà cái dải đất hình chữ S này cũng chỉ có một mà thôi. Và không bao giờ nó có hai người mẹ cả. Nó chỉ có một mẹ Việt Nam duy nhất, là mẹ Việt Nam. Người mẹ duy nhất là mẹ Việt Nam. Còn những người cha, như vị cha già đáng kính của chúng ta, Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như bao nhiêu chiến sĩ, bao nhiêu ông cha ta đã đổ xuống để cho chúng ta ngày hôm nay được ngồi trên mảnh đất thân yêu này chúng ta. Kể cả những người có yêu hay không yêu, có ủng hộ hay không ủng hộ, thì họ, đặc biệt là những người đang sinh sống, mang quốc tịch Việt Nam và đang sinh sống làm việc tại Việt Nam, thì không bao giờ được quên rằng ông cha ta đã đứng trên mảnh đất này như thế nào. Có những bằng chứng cụ thể là biết bao nhiêu người đã hy sinh ngã xuống trong cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, đánh đổ chế độ bù nhìn tay sai ngụy quyền Sài Gòn.
Đó là điều không thể thay đổi được. Và thưa các bạn, thưa quý vị khán giả và cũng như tất cả những người xem video clip này, vậy chúng ta phải hiểu rất rõ lịch sử là gì. Lịch sử là chân lý không bao giờ thay đổi được. Lịch sử là gì? Lịch sử là những gì ông cha ta đã làm, đã đứng trên mảnh đất này. Đó là điều chúng ta phải luôn nghĩ như vậy. Và cũng không có một thế lực nào, cũng không có một công ước, tài liệu quốc tế nào, kể cả những nước có hùng mạnh, họ cũng mong muốn một nước khác hay nhân dân nước khác thay đổi cách nhìn nhận về chính bản thân nước họ trong quá khứ. Vì đó là gì? Đó là lịch sử. Đế quốc Mỹ là đế quốc Mỹ. Thực dân Pháp là thực dân Pháp. Phát xít Đức là phát xít Đức. Phát xít Nhật là phát xít Nhật. Hồng quân Liên Xô là Hồng quân Liên Xô. Không thể thay đổi được. Vì đó là gì? Đó là một phần của quá khứ. Nó đã gắn liền với lịch sử, thưa quý vị. Mong rằng đây là những câu trả lời dành cho rất nhiều những câu hỏi viết ở rất nhiều các clip khác nhau.